tác giả tác phẩm. Hồng Hạnh rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình tọa đàm tác giả tác phẩm của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Thưa quý thính giả thân mến, như chúng ta đã biết, trong thơ vốn có nhạc, trong nhạc mang tính thơ. Vì vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi nhiều bài thơ đã được rất nhiều nhạc sĩ phổ thành ca khúc. Đối với nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm cũng không ngoại lệ khi trong gia tài hàng chục ca khúc mà anh đã viết, thì trong đó có rất nhiều ca khúc được anh phổ từ thơ. Phổ nhạc một bài thơ là chấp cánh lời thơ thành ý nhạc, bằng những giai điệu, bằng những cung bậc mà người nhạc sĩ cảm nhận được. Giữa nhạc sĩ và nhà thơ gặp nhau ở một tâm hồn đồng điệu, có khi sâu lắng, da diết, có khi khắc khoải, nhớ thương. Nhờ vậy mà nhiều ca khúc phổ nhạc của anh đã đến với bạn yêu âm nhạc. Trong chương trình tác giả tác phẩm hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ và giao lưu với nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm và thưởng thức một số tác phẩm thơ tiêu biểu của anh phổ thành nhạc. Trước khi giao lưu cùng nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm, chúng ta sẽ cùng thưởng thức bài hát Bác Ái Trong Tôi, nhạc Phạm Thanh Liêm, thơ Thái Bá Anh qua tiếng hát của anh Dinh. Bác ai ơi, sao mà yêu đến thế? Những con đường rộn rã xe qua, hồ sóng sắc mênh mang chiều êm a à. Núi Tà Năng sừng sững đứng uy nghiêm. Nhớ ngày nào ta lên xây huyện mới, nhà đơn sơ không che nỗi cơn mưa. Đêm sơn cước gió lùa tung cánh cửa, âm thanh núi rừng vang vọng suốt năm canh. Khuya bên nhau quanh bếp hồng lửa cháy, cu sáng lùi chia sẻ dành cho nhau. Những ngày ấy cánh măng rừng khoai bắp, trên dụ cần em chưa rót đã say. Ta chung tay lên xây huyện Bát Ái, bao vụ mùa lúa bắp đơm bông, trẻ em tung tăng lắm bác ái ơi. Nhớ ngày nào ta lên xây huyện mới, nhà đơn sơ không che nỗi cơn mưa. Đêm sơn cước gió lùa tung cánh cửa, âm thanh núi rừng vang vọng suốt năm canh. Quê bên nhau quanh bếp hồng lửa cháy, sáng lùi chia sẻ dành cho nhau. Những ngày ấy
chưa giót đã say. Ta chung tay lên xây huyền bát ái, bao vụ mùa lúa bắp đơm bông, trẻ em tung tăng vui mừng đến trường, đàn cha pi thành thót ngân nga. Lắm bác ái ơi, ta lớn lên trong gương sương gió ngàn, tình đất tình người đẹp lắm bác ái ơi. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là bài thơ Bác Ái Trong Tôi của tác giả Thái Bá Anh được ghi lại như một lời tâm sự khi những ngày đầu lên vùng đất mới Bác Ái công tác, được nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm phổ nhạc. Xin chào nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm ạ. Rất vui được gặp lại anh trong chương trình tác giả tác phẩm của Đài Phát Thanh và Truyền hình Ninh Thuận hôm nay ạ. Xin chào MC Hồng Hạnh, kính chào quý thính giả bốn phương. Quý thính giả thân mến, là người sinh ra và lớn lên ở xứ Quảng, nhưng nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm xem Ninh Thuận như quê hương thứ hai của mình, bởi anh đã có hơn 20 năm gắn bó với mảnh đất đầy nắng và gió này. Với những tình khúc dạt dào chất thơ, ca từ và hình tượng đẹp thể hiện được chiều sâu về mặt cảm xúc, nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm còn tạo cho mình một phong cách riêng biệt mang đậm hồn quê với những hình ảnh gần gũi, thân thương. Thưa anh Thanh Liêm, anh có thể cho quý thính giả biết, ngoài những ca khúc do anh sáng tác, thì đến nay anh đã phổ nhạc bao nhiêu bài thơ rồi ạ? Thưa chị Hồng Hạnh, ngoài những ca khúc tôi sáng tác thì tôi đã phổ thơ được khoảng 112 ca khúc, thưa chị. Anh có còn nhớ bài thơ đầu tiên được anh phổ nhạc có tên là gì không? Anh có thể chia sẻ kỷ niệm cũng như cảm xúc mà khi phổ nhạc cho bài thơ này ạ? Tôi nhớ là bài thơ đầu tiên tôi phổ nhạc, đó là bài thơ Nha Trang Một Nỗi Nhớ của tác giả Đức Ba, mà tình cờ tôi đọc được trên Facebook. Sau khi phổ nhạc cho bài thơ đầu tiên, được công chúng đón nhận ra sao, thưa anh? Khi bài hát đã được ca sĩ Châu Trường Lưu hát thì công chúng rất thích, và từ đó hàng loạt ca khúc phổ thơ đã được ra đời. Trong đó có các ca khúc như là Bác Ái Trong Tôi của nhà thơ Thái Bá Anh, Hà Tĩnh Quê Mình của nhà thơ Phạm Quốc Tý, và ca khúc Lửa Phố Quê Tôi của nhà thơ Trần Tuấn Hùng. Nói đến những sáng tác của Phạm Thanh Liêm, người yêu nghệ thuật không thể không nhắc đến những ca khúc anh viết về đề tài tình yêu, quê hương và các ca khúc được anh phổ nhạc. Vậy anh cho biết là cho đến thời điểm này, bài thơ nào mà anh tâm đắc và mang nhiều tâm trạng nhất ạ? Thưa chị Hồng Hạnh, tác phẩm mà tôi tâm đắc và mang nhiều tâm trạng nhất đó là ca khúc Tình Ca Trên Sông Dinh. Vì tất cả tình yêu của tôi với quê hương Ninh Thuận đã gửi gắm hết trong ca khúc này. Anh có thể giới thiệu một số bài thơ tiêu biểu mà anh đã phổ nhạc trong thời gian qua, và bài thơ được anh phổ nhạc gần đây nhất là gì? Anh có thể chia sẻ đôi nét về cái tác phẩm đó được không ạ? Thưa chị, một số tác phẩm tiêu biểu mà tôi đã phổ nhạc trong thời gian qua như là Nhớ Mùa Hoa Phượng, thơ của Lê Thi, Còn Mãi Lời Yêu, thơ của Trần Thế Phương. Những tác phẩm thơ ấy hay nên tôi đã xúc động và phổ nhạc. Hơn 20 năm gắn bó với mảnh đất đầy nắng và gió Ninh Thuận và xem đây như là quê hương thứ hai của mình. Chính vì vậy, không có gì lạ
khi anh có nhiều xúc cảm với bài thơ Bác Ái Trong Tôi của nhà thơ Thái Bá Anh mà chúng ta đã được nghe ở phần đầu của chương trình. Vậy anh có thể chia sẻ kỷ niệm giữa anh và quê hương Bác Ái có gì đặc biệt để khi đọc bài thơ Bác Ái Trong Tôi của nhà thơ Thái Bá Anh khiến anh cảm nhận sâu sắc để thổi hồn chắp cánh cho lời thơ như vậy ạ? Thưa chị, khi đọc câu thơ đầu của nhà thơ Thái Bá Anh viết Bác Ái ơi sao mà yêu đến thế, nó giống như là cái tình cảm của tôi đối với quê hương Ninh Thuận, nên tôi vội ôm đàn viết nhạc ngay và ca khúc Bác Ái Trong Tôi đã ra đời mà quý thính giả vừa nghe. Bác Ái ơi sao mà yêu đến thế, vui những con đường rộn rã xe qua, hồ sông sắc mênh mang chiều êm ả, núi tàn năng xanh thắm đứng vương mình. Nhớ ngày ấy ta lên xây huyện mới, nhà đơn sơ chẳng che nổi cơn mưa, đêm sơn cước gió lùa tung cánh cửa, sáng dạo đường quán chợ thấy gì đâu. Khuya bên nhau nghe bếp hồng lửa cháy, củ sắn lùi chia nhỏ để phần nhau. Xin giữ mãi nghĩa tình quê Bác Ái, nơi sẽ chia những gian khổ ngọt bùi. Ta lớn lên theo màu xanh rừng núi, tình đất, tình người tươi mãi trong ta. Lời thơ chân chất mộc mạc về vùng đất mới Bác Ái, nhưng đầy nghĩa tình, phải không nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm ạ? Vâng thưa chị, đúng vậy. Bài thơ quá hay và tôi đã xúc động. Thưa nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm, được biết gọi là phổ thơ, nhưng có nhiều bài thơ nhạc sĩ chỉ lấy ý, lấy tứ. Vậy đối với nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm thì sao ạ? Khi xử lý một bài thơ nào đó, anh có giữ nguyên lời thơ, nguyên bản hay là căn cứ vào cảm xúc cá nhân của mình khi tiếp cận bài thơ đó để phổ nhạc ạ? Thưa chị, có những bài thơ khi phổ nhạc thì không cần phải chỉnh sửa. Nhưng cũng có những bài thơ thì mình phải thăm dò ý kiến của tác giả thơ trước khi mình chỉnh sửa để cho nó hợp với cao độ của âm nhạc. Vậy nguồn cảm xúc nào giúp nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm khi tiếp cận thơ để sự đồng điệu được chắp cánh, để thơ và nhạc có sự hòa quyện, gắn bó như của chính tác giả? Thưa chị, trước tiên là bài thơ đó mình yêu thích. Từ cái yêu thích đó mà nội dung và ý nghĩa của bài thơ mà mình mới có thể phổ nhạc được. Xin cảm ơn nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm về những chia sẻ vừa rồi của anh. Trước khi tiếp tục giao lưu với nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm, Hồng Hạnh mời quý thính giả cùng thưởng thức hai ca khúc Lựu Phố Quê Mình, thơ Trần Tuấn Hùng, nhạc Phạm Thanh Liêm qua tiếng hát của anh Dinh, và ca khúc Hà Tĩnh Quê Mình, thơ Phạm Quốc Tý, nhạc Phạm Thanh Liêm qua tiếng hát của Bích Ngọc. Xưa quê tôi gọi Lựu Viên, đời trần hào khí xứ lưu truyền, nơi căn cứ địa thời kháng chiến. Ba lần đánh thắng giật móng nguyên, có đèn lựu phố tam quốc gia, thờ đủ năm vị người tài ba, bảng cánh thần hoàng còn lưu giữ, công đức lừng danh vững sơn hà. Mùa cháy hội tấm năm Lữ Khánh, răng hương thơm ngát bốn phương trời, hát trèo bắt vịt vui như Tết, sao dịu vi vút gió đông đưa. Mãi miết đồng quê cánh cỏ trắng xóa, thanh thang đường làng nhịp bước yêu thương, diên đình soi bóng nơi họ hẹn,
nhà mới mái bằng ngói đỏ tươi. Có đèn lửa phố tầm quốc gia, thờ đủ năm vị người tài ba, bảng cánh thần hoàng còn lưu giữ, công đức lừng danh vững sơn hà. Mùa cháy hội tấm nằm lữ khánh, răng hương thơm ngát bốn phương trời, hát trèo bắt vịt vui như tết, sao dịu vi vút gió đông đưa. Tiếng chào mời xuân sao hàn quán, nông thôn mới hớn hở lòng người, lưu viên ngày xưa nay lưu phố, chốn đi về dặn dào tình quê. Mùa cháy hội tấm nằm lữ khánh, răng hương thơm ngát bốn phương trời, hát trèo bắt vịt vui như tết, sao dịu vi vút gió đông đưa. Tiếng chào mời xôn xao hàn quán, nông thôn mới hớn hở lòng người, lưu viên ngày xưa nay lưu phố, chốn đi về dặn dào tình quê. Lưu viên ngày xưa nay lưu phố, chốn đi về dặn dào tình quê. Ngọng mẹ nghe điều hò ví dặm ngân vang, sông ngàn phố phố kẻ gỗ mênh mông, núi Hồng Lĩnh soi bóng nước chiều tà, mũi Hồ Đô trăng ngân trong nắng ấm. Tha tình ơi xanh ruộng đồng, nhớ cánh diều dần dờ trong gió thu, sóng sóng la uốn khúc lượn quanh con đò nhỏ mái treo của trên sông, vì dăm ai họ theo ánh nắng chiều rơi. Ngọng mẹ
điều hò ví dặm ngân vang. Sông ngàn phố hồ kẻ gỗ mênh mông, núi Hồng Lĩnh soi bóng nước chiều tà, mũi Hồ Đô trăng ngân trong nắng ấm. Hà Tình ơi xanh ngát ruộng chiều rơi. Hà Tình ơi quê mình nay đẹp quá, nhà máy công trình điện sáng lung linh, nước sông Lam như lời ru của mẹ xây cuộc đời hạnh phúc ấm no. Sông vì dăm ai hò theo ánh nắng chiều rơi. Hà Tình ơi quê mình nay đẹp quá, nhà máy công trình điện sáng lung linh, nước sông Lam như lời ru của mẹ xây cuộc đời hạnh phúc ấm no. Nước sông Lam như lời ru của mẹ xây cuộc đời hạnh phúc. Vâng, trở lại với khách mời, thưa nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm, theo anh trong sáng tác người nhạc sĩ còn có những yếu tố và cảm xúc gì để một ca khúc sống được với thời gian ạ? Thưa chị, để cho ca khúc sống lâu được với thời gian thì ca khúc ấy dễ đi vào lòng người, ca từ đẹp, dễ hiểu. Chứ còn với ca khúc và ca từ và giai điệu cao siêu quá thì ai rằng khó đi vào lòng người. Công chúng nghe một lần rồi người ta không thể nào nghe lần thứ hai. Vì người ta nghe người ta không hiểu ngay cho dễ nhiễm. Ngoài những ca khúc viết về quê hương, tình yêu đôi lứa, hiện nay anh có ấp ủ thêm chủ đề nào khác để làm mới trong quá trình sáng tác của anh không ạ? Anh có thể cho quý thính giả biết về những dự định hoạt động nghệ thuật thời gian tới của anh ra sao ạ? Thưa chị, ngoài những ca khúc viết về quê hương, tình yêu đôi lứa, hiện nay tôi có ấp ủ thêm một đề tài là viết về lịch sử. Và thời gian tới tôi dự định cho ra đời những ca khúc viết dựa trên chú dòng lịch sử. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm. Thưa quý vị thính giả thân mến, với thời lượng 30 phút của chương trình, chúng ta đã cùng giao lưu gặp gỡ nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm và cùng thưởng thức một số bài thơ được anh phổ nhạc. Một lần nữa cảm ơn nhạc sĩ đã dành thời gian đến và giao lưu với chương trình tác giả tác phẩm của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chúc anh thật nhiều sức khỏe và tiếp tục đam mê hơn, thành công hơn trên con đường nghệ thuật mà mình đang đi. Trước khi kết thúc chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Ninh Thuận quê hương em, nhạc và lời Phạm Thanh Liêm qua tiếng hát của Bích Ngọc, Anh Dinh. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình tòa đàm tác giả tác phẩm định kỳ vào lúc 9:30 thứ năm hàng tuần, phát lại vào lúc 8:30 thứ bảy và 6:30 chủ nhật hàng tuần trên sóng FM 95MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
quê hương mình vang vang khúc tình ca. Sông nước biếc sông Dinh trôi hiền hòa, chim sáo reo ca trên đồng chiều gió lộng, tha thiết lời ru tiếng xưa mẹ đưa nôi. Ai gọi vang trong chiều ngân nga khắp đồng xa, che làng hoa cùng hát dân ca, tuổi thơ lớn cùng mùa nhỏ trên sông xe, Ninh Thuận quê mình ca tôm đầy. Xanh bay cao như cánh diều. À ơi ơi à ơi, à ơi ơi à ơi. Ninh Thuận quê hương mình vang khúc hát tình thơ, thơi áo trắng tan trương trong đường về. Hoa bướm tung tăng thu vàng chiều gió lòng, in dấu ngày xanh tóc em bay dịu. Trái chín vườn nho son sắc nghĩa tình, Ninh Thuận quê.